Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là chị này bị viêm gan CVB. Mà nhờ vào chồng đá, những cái điều quan trọng là chị nói lên được cái là khi chồng đá nó bị cái vết mà nám đen á, thì nhờ cái vào cái đó nó mới tạo ra một cái phản ứng hóa học và chính nó diệt được cái virus. Rồi xin mời chị bác gái. Rồi bây giờ em nói nhé. Rồi em tên phải đứng lên. Không cần, em ngồi đi. Em tên Nhung. Thì em bị viêm gan B cũng bao nhiêu năm? Nhưng mà em thường là cứ 6 tháng hay là 3 tháng phải đi khám mới lấy thuốc. Đến lúc đợt năm ngoái thì em bị gãy tay thì em không có đi khám, em ở nhà em uống thuốc thôi. Nhưng mà đợt sau em đi khám thì người ta bảo bị uống thuốc không đúng giờ thì bị nặng thêm. Nặng thêm đâm ra là phải ngừng thuốc xong rồi đổi thuốc khác. Nhưng đến lúc về nhà em chườm đá, nhưng chườm đá nóng ở vùng gan. Chườm đá nóng ở vùng gan mà bị nóng quá, nó bị tím luôn cả cái vùng đó, vì chườm hơn một tuần nhưng mà lần nào cũng bị tím không có khỏi. Em sợ quá em lại thả, em không có chườm tiếp nữa. Nhưng mà đợt đấy em có tẹt, em đi khám thì cái gan của em thì lại trở lại bình thường, không cần phải uống thuốc, cũng nó không cho không cho cái hẹn đi khám lại nữa. Có nghĩa là khỏi hoàn toàn. Em cũng không biết, nhưng thấy nói thế em rất là ngạc nhiên. Em bảo là tại sao thế? Bác sĩ chỉ bảo là bác sĩ chuyên thì bảo là về bác sĩ bình thường để thỉnh thoảng thử máu để khám thôi, chứ không cần phải tới đấy nữa. Rồi. Xin cho đồng pháp thay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.